Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp đà tăng trong những ngày qua, giá lợn hơi ngày hôm nay tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Nhiều địa phương đã tăng cao 3.000 đồng một ký. Đáng chú ý là tại chợ gia súc Ngọc Lũ, tỉnh Hà Nam, những ngày gần đây, lợn loại đẹp có giá lên đến là 60.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, giá thu mua lợn hơi tiếp tục đà tăng tại các tỉnh thành. Các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình và Tuyên Quang đang trong khoảng giá phổ biến từ 57 đến 58.000 đồng một kg. Các tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Hà Nội và Vĩnh Phúc hôm nay tăng thêm 2.000 đến 3.000 đồng một kg, lên 58 đến 59.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, thị trường lợn hơi đang tiếp tục xu hướng tăng. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Nghệ An cũng nhích nhẹ một giá, hiện đang giao dịch phổ biến ở mức 56 đến 57.000 đồng một kg. Ngang giá tại Bình Định và Ninh Thuận, các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đắk Lắk hôm nay cũng tăng từ 2 đến 3.000 đồng một kg, ở mức 57.000 đồng một kg. Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua tăng 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu hiện có giá từ 55 đến 56.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất miền hôm nay là 57.000 đồng một kg tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai.